lazin extra tăng cường lưu thông máu não hỗ trợ hoạt huyết tăng cường tuần hoàn và lưu thông máu lên não giúp giảm hình thành cục máu đông hỗ trợ giảm di chứng sau tai biến mạch máu não do tắc mạch thông tin chi tiết sản phẩm hoạt huyết dưỡng não lazin extra tăng cường lưu thông máu não tên sản phẩm lazin extra dạng viên nhậu xuất xứ việt nam công dụng sản phẩm hoạt huyết dưỡng não lazin extra lazin extra giúp làm giảm và cải thiện thiểu năng tuần hoàn máu não Đau đầu, đau nửa đầu, hoa mắt chóng mặt, ủ tai, đau mỏi vai gáy, thiếu máu não, suy giảm trí nhớ. Thực phẩm chức năng bổ não Lazin-Extra hỗ trợ phòng ngừa và làm giảm các di chứng sau tai biến mạch máu não bảo vệ và tăng cường hoạt động của não. Bổ huyết dưỡng não Lazin-Extra giúp bồi bổ khí huyết, hoạt huyết dưỡng não. Viên uống bổ huyết dưỡng não Lazin-Extra giúp giảm căng thẳng, mệt mỏi. Lazin-Extra bổ huyết dưỡng não giúp tăng cường thị lực đối tượng sử dụng sản phẩm hoạt huyết dưỡng não lazin extra lazin extra tăng cường lưu thông máu não người đau đầu hoa mắt chóng mặt ù tai mất thăng bằng do thiểu năng tuần hoàn não người suy giảm trí nhớ mất tập trung hay quên nên uống lazin extra viên uống lazin extra phù hợp cho người lao động trí óc căng thẳng suy nhược thần kinh người bị ảnh hưởng sau tai biến và chấn thương sọ não cách dùng sản phẩm hoạt huyết dưỡng não lazin extra tăng cường lưu thông máu não giảm căng thẳng Stress, uống vào buổi sáng, ngày một lần, mỗi lần một ống. Uống liên tục trong hai tuần, hoặc có thể kéo dài tùy theo tình trạng bệnh. Phòng ngừa các bệnh tai biến mạch máu não, suy giảm trí nhớ, uống vào buổi sáng, ngày một lần. Uống liên tục từ 6 đến 8 tuần. Có thể hòa nước, hoặc nước trái cây để dễ sử dụng.